Đỗ Quốc Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ đang là 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2019. Thì hiện tại thì chúng tôi đã có mặt tại nhà anh Vượng. Anh đến từ cụm 8 Quý Hội, Tân Hội, thành phố Hà Nội, cách cửa hàng của chúng tôi, Đỗ Quốc Bùi Tuấn, chúng tôi từ 4 đến 5 cây số. Thì chúng tôi đã lắp đặt và treo xong cho anh Vượng một bộ tranh tứ quý được khảm ốc Singapore cũ, khảm cảnh Tùng Cúc Trúc Mai, hàng siêu VIP của cửa hàng Đỗ Quốc Bùi Tuấn. Thì trên màn hình nhỏ quý vị đang xem thì chúng tôi đã lắp đặt và treo xong. Thì anh Vượng thì đã về trực tiếp tại cơ sở chúng tôi và xem cái bộ tứ quý như này, và anh đã quyết định là ký duyệt cái bộ sản phẩm như này. Thì chúng tôi đã đi lắp luôn trong cái buổi chiều ngày hôm nay để như cái yêu cầu và mong muốn của anh. Thì quý vị nào mà quan tâm đến một trong những cái món đồ tranh khảm như bộ tứ quý này thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho cửa hàng của chúng tôi thông số điện thoại 0985 230 858, hoặc quý vị có thể về trực tiếp tại cơ sở của chúng tôi qua cái địa chỉ là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng Hà Nội. Và đây là một trong những cái bộ tứ quý siêu VIP. Thì nhân dịp cái video clip này, cửa hàng chúng tôi cũng rất là chân thành cảm ơn anh Vượng, anh đến từ cụm 8 Quý Hội, Tân Hội, thành phố Hà Nội, đã trực tiếp về và ủng hộ cửa hàng chúng tôi cái món siêu phẩm như này. Thì nhân dịp đây thì cửa hàng chúng tôi cũng xin được kính chúc anh Vượng cùng toàn thể gia đình là luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn thì gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công. Thì quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên tôi một like, một chia sẻ và đăng ký và subscribe kênh Đỗ Quốc Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những sản phẩm mà cửa hàng của chúng tôi về mới nhất và thường xuyên nhất. Và cửa hàng của chúng tôi còn bán rất rất nhiều những món đồ gỗ như sập gụ, tủ tre, bàn ghế các loại, kệ tivi. Quý vị vui lòng đăng ký subscribe kênh để có thể tiện cập nhật thường xuyên hơn. Thì sau đây tôi cũng xin phép được dừng cái video clip ở tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.